Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay, có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đam Rông, nhiều chương trình phát huy hiệu quả từ nguồn vốn 30A. Nhiều hoạt động sôi nổi tháng thanh niên năm 2019. Phượt thủ với văn hóa công cộng. Gia Lai triển khai nhiều giải pháp mở rộng tín dụng, phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen. Những bông hoa lặng lẽ tỏa hương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo thống kê của ngành chức năng, tính đến nay, toàn huyện Lạc Dương đã có 3 trên 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2020, huyện Lạc Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian qua, các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở và nhân dân huyện Lạc Dương luôn quan tâm hưởng ứng tích cực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2018, tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới của huyện là hơn 87 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước gần 34 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác hơn 12 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 37 tỷ đồng, vốn các tổ chức doanh nghiệp gần 1,2 tỷ đồng. Cùng với vốn huy động từ người dân và cộng đồng là gần 2,8 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện Lạc Dương đã có 3 trên 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa xã hội và hỗ trợ sản xuất, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến, dần hoàn chỉnh, sản xuất nông nghiệp có bước tiến mới, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, là cơ sở để huyện thực hiện thành công lộ trình phấn đấu đến cuối năm 2020, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông cho biết, sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết 30A của chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững, địa phương đã được hỗ trợ đầu tư nhiều nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo tại địa phương. Trong đó đã tiến hành chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi với tổng nguồn vốn bố trí là trên 67 tỷ đồng cho 41.349 lượt hộ nghèo, cận nghèo. Phần lớn hộ nghèo được hỗ trợ trực tiếp trong sản xuất về giống cây trồng vật nuôi, chuồng trại, phân bón, thuốc trừ sâu. Từ các chương trình đầu tư hỗ trợ sản xuất, công tác khuyến nông, khuyến lâm, đến nay nhiều hộ đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng vật nuôi. Một số mô hình đã thực hiện có hiệu quả như năng suất lúa tăng từ 35 tạ một hecta lên 45,5 tạ trên một hecta, ngô từ 36 tạ trên một hecta lên 50 tạ trên một hecta, chăn nuôi gà chu kỳ 3 tháng cho thu nhập 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng một mô hình. Ngoài ra, từ nguồn vốn phát triển sản xuất thuộc chương trình 30A, hiện nay, huyện Đam Rông đã hình thành các vùng chuyên canh về rau sạch, trồng rau nuôi tầm của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống của người dân địa phương. 62% diện tích cây trồng của ba huyện phía Nam gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên được hưởng nguồn nước từ các công trình thủy lợi. Trong đó, Cát Tiên đạt 72%, Đạ Tẻ đạt hơn 65%, Đạ Oai là 46%. Được biết, trên địa bàn ba huyện hiện có 92 công trình thủy lợi đảm nhiệm tưới cho gần 9.600 ha đất canh tác. Ngoài ra, tỉnh cũng đã hỗ trợ cho các nông hộ đào 149 ao hồ nhỏ, phục vụ tưới cho khoảng 677 ha đất canh tác. Đặc biệt, công trình trọng điểm như hồ chứa nước Đà Lây, huyện Đà Tẻ. Đến nay, cùng công trình đầu mối đã cơ bản hoàn thành. Riêng hạng mục bồi thường bổ sung phần lòng hồ từ cao trình 149,6 m đến 152 m. Hồ chứa nước Đà Xì, huyện Cát Tiên đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Dự kiến sẽ tiến hành khởi công vào đầu quý 2. Những thông tin đáng chú ý trong phần tin tiếp theo. Nhiều hoạt động sôi nổi trong tháng thanh niên năm 2019. Phượt thủ với văn hóa công cộng. Lâm Đồng hiện có trên 1.200 đơn vị cộng đồng học tập, tăng gần 28% so với năm 2018. 250.000 gia đình học tập, tăng gần 10%. Năm 2019, Hội Khuyến học Lâm Đồng sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh và các ban ngành liên quan tiếp tục triển khai các mô hình đơn vị học tập, thực hiện kế hoạch xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố học tập giai đoạn 2018-2020, đồng thời tập trung củng cố hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, huy động lao động học nghề, xóa mù chữ, bổ túc văn hóa, nâng cao hơn nữa năng lực công tác của cán bộ hội và hội viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học khuyến tài và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo công nghệ 4.0,
đẩy mạnh việc xây dựng quỹ tấm lòng vàng khuyến học, giúp đỡ các em học sinh khó khăn, xây dựng hệ thống giáo dục mở, giới thiệu và xây dựng nội dung công dân học tập và thành phố học tập, tôn vinh các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, v.v. Thực hiện kế hoạch của Trung ương Đoàn, Tuổi Trẻ Đoàn viên Thanh niên Lâm Đồng đã chính thức khởi động Tháng Thanh niên với thông điệp Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Theo đó, Tháng Thanh niên năm 2019 sẽ chú trọng thực hiện các công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường. Tất cả các hoạt động sẽ được đồng thời triển khai tại các cơ sở đoàn, hướng tới mục tiêu của Tháng Thanh niên năm 2019 là trồng mới 2.000 cây xanh, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 500 lượt đoàn viên thanh niên. Đoàn viên thanh niên đề xuất 1.200 ý tưởng sáng kiến, khám chữa bệnh cho 800 người dân, hiến 1.200 đơn vị máu, sửa chữa xây dựng 12 nhà nhân ái, xây mới 5 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều hoạt động sôi nổi có ý nghĩa sẽ diễn ra rộng khắp tại các cơ sở, đoàn, hội đội trong tháng 3 ý nghĩa này. Mỗi ngày trong tháng thanh niên sẽ là ngày hội thực sự có ý nghĩa đối với mỗi đoàn viên thanh niên. Mỗi công trình phần việc thanh niên tuy nhỏ nhưng sẽ góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh văn minh. Thưa quý vị và các bạn, phượt và phượt thủ là những từ, cụm từ được nhiều người nhắc đến, nhất là giới trẻ hiện nay. Khái niệm này hiện chưa được nhận định rõ ràng trong cộng đồng du lịch. Nhưng theo khái niệm của các nước phương Tây, loại hình này được hiểu là những chuyến đi ngẫu hứng, được tổ chức bởi một nhóm người hoặc đi một mình. Theo một số phượt thủ, thì các bạn trẻ hiện nay có thể lấy cảm hứng từ các bạn Tây Ba Lô du lịch bụi đến Việt Nam để học theo, và sau này phổ biến thành một loại hình du lịch gọi chung là phượt. Phong trào này hẳn sẽ không có gì đáng lên án nếu như không gây nên những bức xúc cho người dân trong cách ứng xử nơi công cộng của không ít dân phượt trong thời gian qua. Đây là tình trạng khá phổ biến, nhất là các thành phố du lịch, những nơi có cảnh quan đẹp. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nơi đây có rất nhiều dấu chân để lại, nghĩa là có rất nhiều khách du lịch đã đến đây ghi lại cảnh đẹp của thiên nhiên. Nhưng ngoài những dấu chân, du khách cũng để lại nhiều thứ. Vỏ chai nước, khẩu trang, khăn giấy, bao thuốc lá, v.v. Từ một nơi có cảnh đẹp mà ai cũng muốn ghi lại, trở thành một bãi rác không hơn không kém. Nhiều người ngán ngẩm cho những cảnh tượng như thế này, nhưng mọi chuyện đều bắt đầu từ ý thức. Nhiều khi trông những cái nơi rất đẹp nhưng mà rất nhiều rác thải, mình cảm giác cái gì đấy rất là khó chịu và thậm chí là tức giận. Tại sao người ta có thể làm như vậy? Cái hành động rất nhỏ thôi, giống như là mình mang theo một bì ni lông, hoặc là trong cái suy nghĩ của mình sẽ luôn nghĩ là ồ, tôi sẽ không vứt rác. Có thời gian làm tiếp xúc với người nước ngoài và nói chung là mình cũng học từ họ rất nhiều. Họ nói là đây không phải là quê hương của tao, đây không phải đất nước của tao, nhưng mà khi tao đến tham quan, tao du lịch, nhưng mà tao vẫn cố gắng để giữ cho cái đất nước của mày được xanh đẹp. Và thì từ đấy thì em mới giúp ta tại sao người ta là khách, người ta cũng nghĩ như vậy, mà mình là chủ nhân của đất nước của mình mà mình lại làm những điều thật là không tốt nữa. Đà Lạt và mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết thu hút một lượng lớn khách du lịch đến nghỉ dưỡng. Bên cạnh mặt tích cực về việc phát triển du lịch, thì những du khách thiếu ý thức cũng gây không ít phiền toái cho môi trường, cảnh quan và trật tự công cộng của thành phố. Ngoài rác thì thời gian gần đây, một điều bức xúc khác lại xuất hiện. Đó là việc một số dân phượt đi xe máy thành từng đoàn, phóng nhanh, vượt ẩu, cản trở giao thông trong và ngoài thành đã diễn ra khá phổ biến. Đúng rồi, mấy người đó chạy xe ông ẩu đó, chạy cái nẹt vô, nẹt đồ đó. Ngồi xe xây này ngồi sau nẹt mình giật mình luôn. Nhiều khi mình cũng lạng hoạng tay lái chứ mà giỡn luôn. Nó rất là nguy hiểm. Nhiều năm trước, phượt thủ là hình ảnh đẹp gắn với những người dám dấn thân, giản dị và gần gũi. Họ là thần tượng của những người đam mê xây dựng nói riêng và cộng đồng tuổi trẻ nói chung. Nhưng càng ngày, cộng đồng lại càng có cái nhìn thiếu thiện cảm với dân phượt.
Thì em cũng không hiểu lý do vì sao mà mọi người lại có cái ác cảm với cả các phật thủ ấy. Mọi người nói bây giờ là hơi gọi là tự tung tự tác ấy. Đấy, tức là tàn phá thiên nhiên. Nhưng còn đợt trước của bọn em thì thực ra mọi người chỉ đơn giản là đi đây đi đó để mở mang tầm để biết đấy, biết được các cái vùng đất mới này, đấy, để thưởng thức được các cái văn hóa ẩm thực của vùng miền thôi. Mọi người trước khi đến một vùng miền ấy thì nên gọi là tìm hiểu qua về văn hóa vùng miền đã. Cái cả thứ hai là mình trước khi mình đi hoặc mình làm cái gì đấy, mình nên có một cái nhận thức. Đấy, là cái việc làm đấy của mình là nó đã phù hợp với cả cái từng cái khu vực mình đã đi qua chưa. Không phải dân phượt nào cũng thiếu ý thức. Cũng có những nhóm phượt chung tay vì cộng đồng trên hành trình của mình. Với tinh thần tuổi trẻ, có thể thỏa mãn ước mơ khám phá thiên nhiên, nhưng cùng với đó phải là ý thức vì cộng đồng. Trung tuần tháng 2 vừa qua, một nhóm phượt từ thành phố Hồ Chí Minh đã hẹn nhau lên Đà Lạt cùng tham gia ngày Chủ nhật xanh của địa phương. Và đó là những việc làm mà theo các bạn trẻ là cần phải nhân rộng, thay vì chỉ thỏa mãn cái tôi. Em thông qua một cái tổ chức đó là group ở phượt đi ở trên Facebook. Người trẻ của tụi em thì dám nghĩ, dám làm. Nên là những cái hoạt động này tụi em sẽ chung tay làm với mọi người để thành phố của Đà Lạt ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Thông qua cái câu chuyện là mọi người đang chung tay hành động bảo vệ môi trường thì đối với nhóm ở Phượt Đi là mong muốn với những người trẻ đang tham gia để xây dựng nên một cái chiến dịch lớn hơn. Ở cái câu chuyện là những người trẻ của Việt Nam đang thay đổi trong cái ý thức và cái nhận thức bảo vệ môi trường. Tuổi trẻ luôn mang trong mình những đam mê và khát vọng. Những đam mê khát vọng ấy sẽ được ủng hộ đón nhận khi không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Đi cùng với những đam mê ấy là những hành động đẹp sẽ truyền cảm hứng tích cực cho nhiều bạn trẻ noi theo để làm những điều tốt, học những điều hay trên những cung đường khám phá thiên nhiên, con người khắp mọi miền đất nước. Chứ không phải là một trào lưu làm con người bức xúc, làm thiên nhiên ngột ngạt. Một số tin vắn trên các lĩnh vực sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Chiều ngày 8 tháng 3, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Tại buổi lễ, toàn thể đại biểu cùng đông đảo cán bộ nhân viên công tác tại các khoa phòng của bệnh viện đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó trong thời gian qua, các nữ cán bộ nhân viên bệnh viện đã và đang nỗ lực hết mình khắc phục khó khăn, đem sức lực trí tuệ đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, lương y như tự mẫu. Dù ở cương vị công tác nào, các cán bộ y bác sĩ nhân viên nữ của bệnh viện luôn nỗ lực hết mình nâng cao tay nghề, tích cực thay đổi thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Họ là những tấm gương sáng về y đức, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của bệnh viện trong những năm qua. Đây là dịp ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng ghi nhận tôn vinh những đóng góp của chị em phụ nữ bệnh viện, đồng thời động viên chị em tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sáng nay ngày 9 tháng 3, Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hơn 200 phụ nữ là công đoàn viên công ty đã tham gia các hoạt động vui chơi, hái hoa, dân chủ với nội dung tìm hiểu về các hoạt động của công đoàn, tham gia các tiết mục văn nghệ như hát, đọc thơ, v.v. Hoạt động này nhằm tôn vinh sự đóng góp của phụ nữ nói chung và công đoàn viên nữ của công ty nói riêng, tạo tinh thần phấn khởi vui tươi để chị em tiếp tục có nhiều động lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Sáng ngày 9 tháng 3, đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng phối hợp với đoàn khối các doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị đoàn trên địa bàn tổ chức giải Việt giả truyền thống 26 tháng 3 lần thứ 14 năm 2019. Giải lần này thu hút trên 500 vận động viên đến từ các đơn vị đoàn cơ sở tham gia tranh tài ở hai nội dung nam chạy 5 km và nữ chạy 2,5 km quanh khu vực Hồ Xuân Hương. Được biết, đây là giải truyền thống hàng năm được đoàn khối tổ chức nhằm thiết thực hướng đến kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh để các đoàn viên thanh niên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, thi đấu thể thao, rèn luyện sức khỏe. Đồng thời là bước đệm để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc, chuẩn bị tham gia giải Việt giả toàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba và 25 giải khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Quảng Ngãi nỗ lực phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Gia Lai triển khai nhiều giải pháp mở rộng tín dụng, phục vụ sản xuất và tiêu dùng,
nhằm hạn chế tín dụng đen. Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu sơ bộ kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019, cho thấy hoạt động giao thương thấp hơn so với con số ước tính trước đó. Tuy nhiên, nhập siêu trong tháng 2 không cao như dự đoán, ở mức 768 triệu đô la Mỹ. Trước đó, cơ quan thống kê ước tính kim ngạch xuất khẩu tháng 2 năm 2019 khoảng 14,6 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 15,5 tỷ đô la Mỹ và nhập siêu khoảng 900 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, với con số mới công bố, kim ngạch xuất nhập khẩu còn thấp hơn nữa, với xuất khẩu chỉ đạt gần 13,91 tỷ đô la Mỹ, giảm tới 37% so với tháng trước, nhập khẩu đạt trên 14,67 tỷ đô la Mỹ, giảm 31%. Như vậy, tháng 2 năm 2019, nhập siêu 768 triệu đô la Mỹ. Hôm qua tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ tín dụng ngân hàng, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng của người dân. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của ngành ngân hàng về các chương trình chính sách tín dụng, cách thức tiếp cận vốn vay, đồng thời tăng cường cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi cũng như những hệ lụy của tín dụng đen. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa là những nơi dễ bị ảnh hưởng bởi tín dụng đen. Bên cạnh đó, nhờ mạng lưới, các chi nhánh phòng giao dịch rộng khắp đến tận cơ sở đã đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh, cung cấp một lượng tín dụng đáng kể để phục vụ cho các nhu cầu đời sống chính đáng của người dân. Đến cuối tháng 12 năm 2018, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt trên 7,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,93%. Riêng tại khu vực Tây Nguyên đến hết năm 2018, huy động vốn của cả vùng đạt gần 150.000 tỷ đồng, đáp ứng 45,56% nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển của khu vực. Và kết quả cụ thể tuy mới triển khai được hơn một tháng nhưng với tinh thần. Với số tiền đóng góp từ 10.000 đồng rồi tăng lên 50.000 đồng một hội viên một tháng. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã có nguồn vốn do các hội viên tự đóng góp lên đến hơn 60 triệu đồng. Đây là quỹ dùng để cho các hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hội viên phụ nữ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Gia đình chị Nguyễn Thị Liên, dân tộc Tày ở thôn Nà Khác A là một trong những điển hình phát triển kinh tế nhờ nguồn vốn tự đóng góp của các hội viên phụ nữ xã Du Già. Trước kia gia đình chị thuộc hộ nghèo không có vốn nên đời sống rất khó khăn. Năm 2014, với 6 triệu đồng vốn vay từ quỹ tự đóng góp của các hội viên, chị Liên đã mua gà vịt và lợn về chăn nuôi. Đến nay gia đình đã phát triển được đàn trâu với 7 con, còn lợn luôn duy trì khoảng 15 con trong chuồng. Trước đây gia đình tôi nghèo lắm, kinh tế khó khăn, làm gì cũng chỉ đủ ăn, không có vốn để phát triển kinh tế. Từ khi nhờ nguồn vốn do chị em trong hội phụ nữ xã tiết kiệm được, gia đình tôi đã mua được lợn, gà, vịt về nuôi. Đến nay kinh tế đã ổn định, gia đình tôi cũng vừa làm được căn nhà mới. Năm 2014, hội phụ nữ xã Du Già có tới 70% số hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo. Đến nay số hội viên nghèo giảm xuống còn 50%. Để có nguồn vốn phát triển kinh tế, hội đã vận động chị em hội viên thành lập quỹ bằng việc tự đóng góp hàng tháng. Mới đầu chỉ góp 10.000 đồng, rồi nâng lên 50.000 đồng. Đến nay, quỹ tự đóng góp của hội đã tăng lên hơn 60 triệu đồng. Sau khi góp vốn được nhiều thì chúng tôi cho cái chị em vay. Chị nào, hội viên nào là khó khăn nhất thì chúng tôi cho vay trước. Các chị về mua gà, vịt, lợn về nuôi để phát triển kinh tế. Từ những cái mô hình hiệu quả như vậy thì hàng năm cũng có rất nhiều chị em phụ nữ nghèo đã được các cái điển hình trong phát triển kinh tế này đã giúp đỡ để các chị thoát nghèo. Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã giao cho các cơ sở hội lựa chọn các mô hình trồng trọt chăn nuôi điển hình phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từ đó sử dụng nguồn vốn chính sách cho hiệu quả hơn. Một trong những mô hình phụ nữ giúp nhau làm kinh tế phải kể đến mô hình tiết kiệm tại Hội Phụ nữ xã Du Già. Dịch tả lợn châu Phi không lây sang người nhưng rất nguy hiểm vì lây lan rất nhanh và hiện không có vaccine phòng bệnh. Nếu không quyết liệt ngăn chặn, ngành chăn nuôi sẽ thiệt hại rất lớn. Vì vậy, dù dịch tả lợn châu Phi chưa xảy ra tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,
nhưng công tác phòng chống dịch bệnh đang được các địa phương và ngành chức năng triển khai quyết liệt. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh, bà Nguyễn Thị Cảm ở thị trấn Mộ Đức đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống để bảo vệ đàn heo. Gia đình bà thường xuyên rắc vôi bột tại cổng ra vào và khu vực xung quanh chuồng trại. Cổng ra vào khu vực chăn nuôi luôn được đóng cẩn thận và hạn chế người ra vào để phòng chống dịch bệnh. Vừa đầu là nghe sở tuyên truyền của ủy ban nhân dân thị trấn đó, vì mà dịch tả mầm bệnh châu Phi ơi, mình mầm bệnh dịch tả châu Phi á, thì tôi nghe tôi phải thực hiện là rét vào sạch sẽ và bơm thuốc khử trùng và thực hiện chuồng trại sạch sẽ để chống mầm bệnh lây lan của chuồng. Cùng với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, địa phương đang tập trung thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn xã. Trong đó, tập trung tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chợ để phòng chống dịch bệnh. Nhiệm vụ của chính quyền thú y cơ sở mà phải tham mưu cho chính quyền cơ sở làm tốt cái công tác là tuyên truyền để nhân dân coi như biết một số cái dịch bệnh như vậy mà có cái công tác phòng chống, mà đặc biệt là công tác là coi như phòng chống khử trùng tiêu độc hoặc là tuyên truyền về mặt pháp luật, chính sách về mặt pháp luật thú y để nhân dân hiểu mà khi mà có dịch bệnh xảy ra là không giấu dịch, hoặc là khi gia súc chết là không có vứt gia súc ra ngoài môi trường để làm ô nhiễm môi trường. Để ngăn chặn phòng chống dịch tả lợn châu Phi, bảo vệ đàn heo, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp trên 7.000 lít hóa chất cho 14 huyện, thành phố, triển khai tiêu độc toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chợ, các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và vùng phụ cận trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác kiểm tra, kiểm soát dịch tại các trạm kiểm dịch động vật của tỉnh, tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ và Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, nơi giáp ranh với các tỉnh, đã được tăng cường cả về nhân lực và vật lực. Tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh tả lợn châu Phi, cách phòng chống bệnh, đặc biệt là không hoang mang bán tháo lợn khi xảy ra dịch. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm trong việc tổ chức các đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương. Chiều ngày 8 tháng 3 tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổ chức họp công bố thông tin liên quan đến nội dung dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam quy phạm thực hành sản xuất nước mắm. Theo thông tin tại cuộc họp, Ban soạn thảo đã lược bỏ các khuyến nghị được cho là khó áp dụng, không khả thi trong điều kiện sản xuất nước mắm hiện nay tại Việt Nam để bảo vệ, ủng hộ các nhà sản xuất nước mắm trong nước. Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm đưa ra các khuyến nghị hướng dẫn kỹ thuật nhằm nhận diện phòng ngừa, kiểm soát mối nguy, rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến chất lượng an toàn thực phẩm. Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh, đây là tiêu chuẩn về quá trình chứ không phải tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, không đưa ra các mức chỉ tiêu, mức giới hạn cần phải tuân thủ. Dự thảo do Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo và cơ quan thẩm định là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện dư luận có nhiều ý kiến khác nhau đối với dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam quy phạm thực hành sản xuất nước mắm này. Trong đó nhiều ý kiến cho rằng tiêu chuẩn này không phù hợp với thực tiễn và có thể gây khó khăn cho nước mắm truyền thống. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo này, một số chuyên gia nhận định dự thảo hoàn toàn phù hợp với điều kiện sản xuất nước mắm của Việt Nam. Thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay là ghi nhận về những đóng góp của những người phụ nữ trong các phong trào xã hội, tạo mối đoàn kết trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, không quản ngại đường xá khó khăn để đi đến những thôn, bản cách xa trung tâm huyện. Với vai trò và trách nhiệm của mình, những người cán bộ hội phụ nữ cơ sở chính là những người nòng cốt giúp các chị em tại địa bàn được tiếp cận thông tin, trao dồi thêm kiến thức, từng bước mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống. Không chỉ nhiệt tình với công tác hội mà còn lăn lộn với các phong trào của khu dân cư để xây dựng và phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới. Một vai gánh trách nhiệm gia đình, một vai gánh công việc xã hội. Như phụ nữ trong thời đại mới đã nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên hầu hết các lĩnh vực. Nhìn con đường bê tông khang trang này khó ai có thể biết được trước đây. Con đường này trời mưa thì lầy lội, trơn trượt, khiến cho người dân đi lại khó khăn. Giờ đây người dân sống ở khu vực này, ai nấy đều phấn khởi vì các con đường liên thôn liên xã đã được mở rộng và bê tông hóa. Để có được những mặt đường rộng và dài như thế này,
người dân nơi đây luôn nhắc đến bà Phạm Thị Ánh Nguyệt, người đã vận động hơn 20 hộ dân tại đây hiến đất để làm đường giao thông nông thôn. Để người dân thay đổi tư duy, việc hiến đất của mình không có nghĩa là mất đất. Ngược lại, còn tạo nhiều thuận lợi lâu dài cho bà con và nhất là cho thế hệ mai sau. Công tác mặt trận thì mình cũng cố gắng đi xuống cơ sở để mà nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của dân. Cái công tác của chị Nguyệt lên phó chủ tịch là chúng tôi thấy là nó rất chi là tốt, vận động từng đi xuống từng cơ sở. Cơ sở nào mà có những cái vấn đề nó nổi cộm thì đã được giải quyết ngay. Và như yếu chúng ta là sẽ làm thành trở thành mạnh từ chỗ vận động từ nhân dân, rồi từ những cái nơi nó khó khăn mà đã trở thành một cái xã này, trước đây là xã 135 đấy chị, nhưng mà đã bây giờ đã trở thành một xã là văn hóa, xã nông thôn mới. Còn tại thôn Đạ Rờ Cố, xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà, hàng tháng chỉ cần nghe tiếng gọi của nữ trưởng thôn, các chị em phụ nữ người Cờ Ho lại nhanh chóng cùng tập trung lại. Người mang cuốc, người mang xẻng, cười nói rộn ràng, bắt tay thu gom rác thải, chăm sóc từng luống hoa ven đường, làm bộ mặt tuyến đường liên thôn của mình trở nên khang trang hơn. Thôn chúng tôi đã làm con đường sạch xanh như thế này, còn tôi rất vinh dự, rất tự hào về cái này, có từ trên chỉ đạo cho thôn là tôi cũng rất cảm ơn điệp đã chỉ đạo, đã vận động chị em của thôn làm con đường sạch xanh như thế này. Để có thể huy động được các chị em trong thôn cùng tham gia hoạt động làm sạch môi trường nông thôn hàng tháng, cũng như các mô hình sinh hoạt của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, không thể không nhắc đến vai trò của những cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở như chị Ca Điệp, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của chị em. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng những hoạt động, chị Ca Điệp, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà, đã từng bước tập hợp và phát huy vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bằng cái hoạt động của hội phụ nữ thì nói chung thì nó cũng môn hình môn vẻ, giúp thì nó cũng rất là nhiều cái giúp, giúp về tinh thần, giúp về ý tưởng, giúp về tình cảm chị em, tức là phân công nhau, tức là ví dụ như là chị em có cái nỗi buồn hay có cái tâm sự gì là mình là người đi đầu, là mình có thể là có cái kiến thức của từ hội mình để mà mình trao đổi để chị em xây dựng cái công tác gia đình nó bền vững hơn. Khó có thể kể hết những đóng góp mà phụ nữ Lâm Đồng đã chung sức thời gian qua, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương phát triển toàn diện. Từ mỗi con đường, góc phố, mỗi công trình, chương trình an sinh xã hội đều có bóng dáng, sự đóng góp tích cực của các bà, các mẹ, các cô, các chị. Họ đã và đang phát huy những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là những bông hoa đẹp giữa đời thường, cùng chung tay chung sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.